Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em có một chiếc xe Audi Q5, sản xuất là 2016, model 2017, lăn bánh quãng đường 6,5 vạn km, ngoại thất trắng, nội thất là màu nâu. Xe chính chủ, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hỗ trợ trả góp ngân hàng cho các bác 50-70% giá trị xe, với lãi suất tốt nhất. Anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Về tổng thể của chiếc xe thì các bác có thể thấy qua thì ở phần đầu xe nổi bật với những chi tiết mặt ca lăng và những cái phần hệ thống đèn chiếu sáng. Hệ thống an toàn thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như là cảm biến trước sau, rửa đèn pha. Sơn si của chiếc xe thì liệu sơn zin của chiếc xe thì nó còn rất là nhiều. Xe bác chủ đi chính chủ lên rất là giữ gìn cẩn thận. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, tay lắm cửa được với hai tông màu, giúp cho anh chị và các bạn có thể nhìn nó nổi bật hơn. Đấy, phần đuôi xe thì ta có sẽ có những cái chi tiết cụm đèn hậu được thiết kế dạng LED rất là tỉ mỉ, trau chuốt từng chi tiết nhỏ để tạo lên cái sự lôi cuốn cho chiếc xe khi nhìn từ phía sau. Với phiên bản của chiếc xe sử dụng là máy 2.0 TFSI qua cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành rất là tuyệt vời. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có trang bị ống xả hai bên, cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện. Không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi, do đây là một mẫu gầm cao 5 chỗ nên cái không gian thừa còn lại nó sẽ dùng để là không gian chứa đồ. Đây là những đường nét về hệ thống keo chỉ hay là những con ốc đinh tán của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng theo dõi với em. Anh chị và các bạn có thể theo dõi xem là nó có bị đâm va sửa chữa không, mình có thể nhìn qua những cái chi tiết em quay. Đấy, hiện trạng của chiếc xe thì nó rất là hoàn hảo anh chị ạ. Để đảm bảo yên tâm cho anh chị và các bạn có thể là mua xe về sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình tin tưởng check lại. Đấy, chiếc này lốp sơ cua vẫn còn mới nguyên, sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý, hiện tại em đang tháo xuống không để trên không lắp lại. Lúc nào cần anh chị bạn có thể lắp lại, em sẽ hướng dẫn. Đấy, cốp điện vẫn hoạt động rất là trơn tru. Mâm thì trang bị mâm 5 chấu kép, 5 chấu to bản hợp kim. Và một dàn nốp của chiếc xe thì vẫn còn rất là dày dặn. Không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai trên chiếc xe này thì nó cũng rất là rộng rãi. Cánh cửa thì cái độ nguyên bản thì mình có thể nhìn qua những đường nét em quay. Và những cái chi tiết để đánh giá hao mòn thì mình có thể nhìn qua những phần tay nắm cửa. Và những cái chi tiết bọc da ốp gỗ có rèm che nắng hai bên, tạo không gian riêng tư cũng như là tránh nắng cho người ngồi phía sau. À, phía sau nữa thì nó sẽ có những cái chi tiết như là con ốc bản lề hay là phần cột kèo. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham khảo và cân nhắc cùng em. Với ghế ngồi của chiếc xe này, nó trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống ghế da màu nâu, có trang bị như là hệ thống bệ tì tay, ba tựa đầu giảm chấn, cửa gió điều hòa trung tâm. Một cái không gian mang đến cho người ngồi cái không gian ngồi rộng rãi, thoải mái và thoáng đãng, với đầy đủ những các tiện ích mang lại cho người dùng. Tính năng an toàn trên mỗi xe thì nó trang bị rất nhiều. Em đếm sơ qua như là phanh chống bó cứng phanh này, cân phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử để nổ start stop, ghế ngồi chỉnh điện, có nhớ ghế và những cái phí điều chỉnh như là hệ thống lên xuống kính, gương thì có sấy gương. Đấy, những cái tính năng rất là hay và hữu ích. Các chi tiết tổng thể về những phần cột kèo thì các bác có thể thấy video nào của em cũng quay rất là kỹ càng, đầy đủ những cái chi tiết này cho anh chị và các bạn, giúp các bác ở xa có thể tiết kiệm thời gian đi lại, cũng như là mình có thể xem qua clip để có thể là đưa ra những cái cân nhắc lựa chọn. Ghế ngồi thì nó trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống ghế với chất lượng da cao cấp, mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời. Màn hình thì đã được nâng cấp lên cái màn hình cỡ lớn rồi. Đấy, đây là những cái phần như là hệ thống màn hình anh chị có thể tham khảo qua. Màn hình nâng cấp lên có độ phân giải cao. Đấy, rồi là vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, với những phím được thiết kế rất là gọn gàng, thao tác rất là dễ dàng. Đấy, những cái chi tiết anh chị và các bạn có thể thấy qua. Đấy, những đường LED mình có thể nhìn qua. Những cái phần như là không gian khoang máy của chiếc xe, tổng thể về khoang máy của chiếc xe này thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo.
và em cũng xin cập nhật thông tin đầy đủ về chiếc xe cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Audi Q5 2.0 TFSI Quattro, sản xuất là năm 2016, model là 2017, lăn bánh quãng đường 6,5 vạn km, trắng, nội thất nâu, chính chủ sử dụng và hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 850 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển hay là mua xe trả góp. Thông tin cụ thể anh chị bạn cần tham khảo hoặc tìm thông số của chiếc xe, mình có thể truy cập ngay tại web otoxehoi.com. Xin chào và hẹn gặp lại.